Vừa nãy tôi, một sự ngu dại của tôi mất 100 đô. Đi chụp ảnh được người ta free nhưng không ạ, mất 100 đô. Bao nhiêu? Thôi cay lắm. Không, không máy ăn mà. Đi ăn tiếp. Đang có mặt tại Muji. Tôi đang kiếm cái pin, cái ghim ở bên trong này để thay vào ấy, nhưng không có. Thề luôn, đi ba chỗ rồi đấy mày. Ba chỗ mà không có luôn. Bát nè, ở nhà tôi có mì lạnh. Mì lạnh ở nhà, tính mua bát này để ăn mì lạnh, nhưng mà ăn hết mì lạnh rồi mới thấy cái bát này. Trời ơi, 4 giờ kém. Ừ, 4 giờ kém, nắng đẹp ghê ấy. Ôi, nay mình xinh ấy. Kiểu do tao mít quỳ. Hôm nay do tao mít thôi. Nên nhìn trông rất là xinh.